những bước làm móng cơ bản. Bước 1, ngâm tay, ngâm chân. Được. Bước số 2, cắt da, cắt móng. Tiếp. Bước số 3, rũa móng, dưỡng móng. Tiếp. Còn bước số 4, cháu nói thẳng cho cô luôn, là cái bước sơn lớp màu. Chuẩn chưa? Sơn lớp ôi màu, sơn lớp màu. Cô đánh cháu. Bước thứ 4 là sơn lớp nền. Con ạ bà, có mấy cái bước cơ bản thôi mà mãi không học xong. Ôi giời, cháu mới ạ cô. Cháu thì đang kiểm tra cô thôi, chứ mấy cái bước này cháu nhớ hết rồi. À, con này được nhờ. Mày kiểm tra cả tao. Chả thế. Bây giờ cô dạy cháu thì cháu phải kiểm tra cháu lại cô xem cô dạy cháu có đúng hay không chứ. Sở lý luận. Lý luận gì? Nộp phạt. Làm chụp. Sao lại nộp phạt? Lấy cho còn gội đầu cho cô quả khách chất lượng như thế. Không thèm thưởng cháu thôi, lại nộp phạt, nộp phạt. Mày còn đòi thưởng à? Mày tí thì luộc chín đầu khách đấy, có biết không? Luộc cái gì? Ngoài lớp hỏng. Cãi, cãi, cãi. Gân cái cổ cò lên. Nộp vào đây. Anh đã dặn em như thế rồi mà em còn cố chấp mang con đến đây. Anh đến đây làm gì? Ôi chú Quý, chú Quý có quả tóc chất lượng ấy nhỉ. Anh thấy không, con ngủ vẫn ngoan, tự dưng bỏ về giữa chừng. Ai bảo em làm anh sốt ruột. Mà thôi, từ lần sau ấy anh không làm theo sự phân công của em nữa đâu. Chả chịu giữ lời hứa gì cả. Chú nói chuẩn đấy, có bao giờ cô giữ lời hứa đâu. Toàn sai cháu một đằng nhưng mà lại dặn cháu làm một lẻo. Ok, ở nhà cô có bắt chú phải lột phạt không? Lột phạt đấy. Ăn nói linh tinh. Cầm lấy con lợn này, nộp phạt đi. Nhanh, vào kia giặt mấy khăn luôn. Nhanh. Cô không phải đuổi theo cháu. Khổ thân chú. Thơm. Dạ. Ra đây cô bảo. Cái gì hả cô? Dạ cô dặn đây. Chiều cô đi có việc, ở lại cửa hàng trông, có khách đến làm móng gọi cho cô, cấm tự làm nhớ chưa? Cô đừng khinh cháu. Không, cô không khinh, cô chỉ không muốn mất khách thôi nhá. Cô đi đâu ấy? Đi đâu liên quan gì đến mày? Tò mò vớ vẩn, làm nốt việc đi. Cô gì? Cô ngoại tình à? Cái gì? Cô ngoại tình đúng không? Con điên này, mày ăn nói cái gì đấy? Thì cháu thấy ở trên mạng người ta ngoại tình đầy. Họ bảo hôn nhân là lấm mồ của tình yêu. Để sống được trong hôn nhân thì phải nếm thử cái cảm giác lạ. Tào ạ mày, giá như mà mày học nghề cũng nhanh nhẩu được như hóng hớt mấy cái tin trên mạng thì tốt biết mấy. Trời ơi, cô nói chỉ có chuẩn thôi, cháu là cái đứa siêu sáng dạ luôn. Có gì cô cứ kể thật với cháu đi, cháu không nói với ai đâu, đặc biệt là chú Quý. Mày ăn nói linh tinh, người ta nghe được lại tưởng thật thì sao? Dọn dẹp cửa hàng đi.